Các bạn thân mến, hôm nay ngày quốc tế phụ nữ 8 tháng 3, Tri Linh thân chúc tất cả các chị em phụ nữ hạnh phúc, bình an và thành đạt. Nhân dịp này, xin giới thiệu đến với các bạn quyền lợi và nghĩa vụ của người phụ nữ Úc ngày nay. Các bạn thân mến, theo thống kê của Viện Phụ nữ Hòa bình An ninh của Đại học George Thao, Viện Nghiên cứu Hòa bình tại Na'uy tuyên bố, đời sống của phụ nữ Úc được xếp một trong những nước tốt nhất trên thế giới, xếp hạng thứ 11 trên 177 quốc gia trên thế giới. Đó là một điều tuyệt vời cho phụ nữ Úc các bạn ạ. Các bạn thân mến, các nhà nghiên cứu căn cứ vào các chỉ số về an toàn, công bằng, hội nhập để xếp hạng đời sống của các phụ nữ trên thế giới. Trong 177 nước được thống kê trên thế giới, Đa Mạch là quốc gia đứng hàng đầu trên thế giới về đời sống của người phụ nữ. Căn cứ vào các chỉ số xét duyệt bao gồm công ăn việc làm, cộng đồng, đời sống an toàn xã hội và tài chính của người phụ nữ, và đặc biệt là số lượng phụ nữ trong quốc hội và sự bình đẳng của phụ nữ ở ngoài xã hội. Căn cứ về khả năng chăm sóc sức khỏe và y tế của chính phủ đối với phụ nữ. Quyền bảo vệ phụ nữ Úc trong xung đột quan hệ bạo hành được quan tâm hàng đầu. Trong nghiên cứu cho thấy đa số 100% phụ nữ Úc tuổi từ 15 trở lên đều có tài khoản cá nhân trong ngân hàng. Điều này có nghĩa là người phụ nữ Úc có khả năng quản lý tài chính từ lúc 15 tuổi. Quyền lợi người phụ nữ Úc được đạo luật 1984 không phân biệt giới tính trên toàn nước Úc. Trên tất cả các sinh hoạt đời sống, bao gồm lĩnh vực giáo dục, y tế, cộng đồng, công việc làm, vân vân. Đó là một cái quyền bình đẳng của phụ nữ Úc. Năm 1984 đã có một cái quy định mới của chính phủ. Trong 2018, nhóm nghiên cứu World Well xếp hạng nước Úc là một quốc gia an toàn nhất trên thế giới đối với đời sống phụ nữ. Bao gồm nhiều mặt. Thứ nhất, về đời sống tinh thần của người phụ nữ và tất cả các mặt đời sống khác như về vật chất và sự chăm sóc của chính phủ, về các điều kiện y tế, học vấn, giáo dục, vân vân, mọi điều kiện đều tạo thuận lợi cho phụ nữ Úc. Đó là một cái điều tuyệt vời của những người phụ nữ Úc các bạn ạ. Cụ thể các việc sau đây. Các quyền lợi của người phụ nữ Úc khi sanh con, khám thai miễn phí. Có nghĩa là khi từ lúc các bạn nữ biết mình là có thai thì tất cả các kế hoạch khám thai định kỳ cho đến ngày con sanh ra thì có chu trình khám thai của các bác sĩ, đặc biệt đối với phụ nữ, đều miễn phí các bạn ạ. Đặc biệt trong lúc khi sanh ở tất cả các bệnh viện thì tiền sanh trong các bệnh viện này cũng được Medicare tài trợ và miễn phí luôn cho tất cả những người phụ nữ. Sự chăm sóc về y tế sức khỏe của phụ nữ như thế nào? Sau khi được sanh ở bệnh viện xong, khi về nhà trong vài tuần đầu thì có tất những y tá đến nhà chăm sóc cho người phụ nữ về thuốc men cũng như hướng dẫn cách tắm rửa hoặc là nuôi trẻ như thế nào, được y tá đến nhà giúp đỡ trong những tuần đầu các bạn nhé. Khám bệnh miễn phí đối với phụ nữ trong những trường hợp mua thuốc theo toa giá nhà nước giảm giá, bao gồm những thuốc đặc trị. Về mặt y tế đối với nước Úc là Medicare cho mọi người dân nước Úc có một đời sống rất là tốt đẹp về mặt y tế, tức là khám bệnh không phải trả tiền và khi mua thuốc cũng được giảm giá. Đó là tất cả các công dân Úc. Tuy nhiên đối với phụ nữ lại càng ưu tiên trong việc sinh nở được miễn phí.
khám định kỳ sức khỏe đặc biệt cho phụ nữ là miễn phí và thường có những thời khóa biểu nhất định quy định đến thời điểm khám bệnh thì các văn phòng bác sĩ đều gọi đến để báo rằng các chị hoặc các cô phải đến ngày đi khám định kỳ miễn phí. Đó là một điều tuyệt vời cuộc sống phụ nữ Úc các bạn ạ. Sau khi kinh con, những tháng đầu tuần có y tá đến nhà chăm sóc và hướng dẫn nuôi em bé về mặt kiểm tra sức khỏe của các em, hướng dẫn chăm sóc bé và đồng thời có những cái thuốc bổ dưỡng cho em bé trong lúc những tháng đầu. Trường hợp phụ nữ nhà có nhiều con nhỏ thì hàng tháng có người của hội phụ nữ tới giúp đỡ những công việc cần thiết mà gia đình yêu cầu thì có hội phụ nữ cử người đến giúp đỡ cho tất cả những phụ nữ này. Còn về việc làm, nếu chưa có việc làm thì được học những khóa Anh văn căn bản, sau đó học những nghề thích hợp với khả năng của mình. Tùy theo điều kiện, khả năng, chuyên môn và sở thích, phụ nữ có thể học những ngành nghề nào mà các bạn thích, và những ngành nghề này được chính phủ tài trợ và miễn phí cho tất cả các phụ nữ khi tiếp cận với việc học nghề. Sau khi học nghề xong, tìm giúp việc làm, vì ở Úc làm việc bất kỳ ngành nghề nào cũng phải có chứng chỉ nghề nghiệp hoặc bằng cấp mới được công nhận làm công việc chúng ta đang làm các bạn nhé. Dù bất cứ các việc nào cũng phải có bằng cấp. Trong thời gian chưa có việc, mọi giúp đỡ về giảm giá các hóa đơn, tiền nước, tiền ga, tiền điện mỗi tháng, chính phủ đều có những ưu tiên giúp đỡ cho những người phụ nữ này, đặc biệt là những single mom. Trong những trường hợp chưa có việc làm, đều có chính phủ giúp đỡ những tiền giúp hóa đơn, tiền điện và tiền ga mỗi tháng, hoặc vé đi tàu điện, hoặc là những tiền đăng ký xe. Nếu các bạn có xe hơi thì cũng được giảm giá trong tất cả các việc các bạn cần giúp đỡ. Đặc biệt ở Úc, người phụ nữ đơn thân nuôi con, tức là single mom, thì được quyền chăm sóc nuôi con đến 14 tuổi thay vì trước đây đến 8 tuổi. Trong thời gian này, người mẹ vẫn được lãnh tiền trợ cấp của chính phủ và được học thêm những khóa Anh văn bổ sung kiến thức của mình, đồng thời thu xếp học thêm những ngành nghề mà chúng ta thích, để sau khi các con lớn đủ tuổi thì chúng ta sẽ bắt đầu đi làm việc. Đó là sự chuẩn bị rất chu đáo của nhà nước các bạn ạ. Đặc biệt chính phủ Úc còn quan tâm đến những người, đặc biệt là những phụ nữ single mom, nếu là mướn nhà thì chính phủ cũng có những khoản trợ cấp tiền thêm để trả tiền nhà mỗi tháng cho các phụ nữ này. Và ưu tiên các phụ nữ single mom thì sẽ được mướn những căn nhà của chính phủ giá càng rẻ hơn các bạn nhé. Nếu con đi học từ tiểu học đến trung học ở trường phổ thông, chính phủ đều cấp miễn phí học phí cho tất cả các học sinh từ lớp tiểu học đến lớp trung học. Do đó, người mẹ không phải lo chi phí trả tiền học cho các con, không ảnh hưởng đến đời sống gia đình. Do đó, người mẹ có nhiều thời giờ để học tập thêm về tiếng Anh và nâng cao tay nghề để tiếp được công việc làm. Đó là một sự quan tâm của chính phủ Úc, điều rất là tuyệt vời các bạn ạ. Có nghĩa là người mà không phải trả tiền học tiểu học và trung học cho tất cả các con, cũng như những người mẹ nào có con đi nhà trẻ thì tiền giữ trẻ cũng được chính phủ giúp đỡ một phần nào đó cho việc các bạn có thời gian thu xếp công việc nhà và lo học các ngành nghề để đi tìm việc. Các bạn thân mến, những người mẹ trong gia đình có con dưới 18 tuổi và tùy theo mức lương hàng năm dưới 65.000 đô la Úc thì các con được hưởng tiền trợ cấp nuôi trẻ. Còn các con từ 18 trở lên học trung cấp hoặc đại học thì
thì các con được hưởng tiền phụ cấp đi học Ostadi mỗi tháng khoảng chừng 800 đô la Úc để các con có thể mua sách, đi xe hoặc tiêu dùng hàng ngày trong quá trình đi học. Đó là làm cho đời sống của người phụ nữ Úc không phải tất lo quá nhiều về miếng cơm manh áo và tiền học của các con, để tạo điều kiện thuận lợi cho những người phụ nữ Úc có một cái sự tinh thần khỏe và chăm lo những việc học của mình về ngành nghề, và đồng thời dành thời gian chăm sóc gia đình để có một cuộc sống hạnh phúc. Đó là một sự rất là tuyệt vời của phụ nữ ở Úc. Các bạn thân mến, vì nước Úc là một nước diện tích rất rộng nhưng mà dân số rất ít, do đó mỗi lần phụ nữ sanh con được chính phủ trợ cấp trung bình là 950 đô la Úc, và tiền gửi nhà trẻ cũng được chính phủ trợ cấp cho người mẹ khi các em đi nhà trẻ. Có những thời gian trước đây có nhiều quy định mới của chính phủ là khi một lần sinh một đứa con thì chính phủ trợ cấp 5.000 đô la Úc. Đó là trước đây có một số lần là như vậy, bởi vì nước Úc rất cần nhân sự bởi vì thiếu người, do đó chính phủ Úc động viên phát triển dân số. Trong trường hợp nếu gặp phải sự không may có sự bạo hành trong gia đình thì người phụ nữ được các hội bảo vệ bảo trợ phụ nữ và các nhân viên phụ trách đưa các bạn phụ nữ đến nơi ở an toàn và tách rời cái sự xung đột. Cho đến khi gia đình hòa giải được, gia đình mới đoàn tụ, và phần lớn quyền ưu tiên dành cho phụ nữ trong lúc này các bạn ạ. Có nghĩa là tất cả những sự việc không may xảy ra trong gia đình, đối với những chuyện không tốt đẹp thì người phụ nữ là được ưu tiên, có hội phụ nữ trợ giúp và đưa đến một nơi ở an toàn độc lập để có một cuộc sống bình an. Sau khi thu xếp được công việc gia đình ổn thỏa thì mới đưa người phụ nữ trở về nhà. Đó là một cái quyền rất tuyệt vời của người phụ nữ ở Úc các bạn ạ. Điều đặc biệt, có những gia đình có con khuyết tật hay những bệnh đặc biệt thì được chính phủ quan tâm đặt vào những trường hợp đặc biệt, và hàng tháng có chuyên viên y tế đến nhà giúp đỡ dạy học, hoặc hàng ngày có xe của cơ quan nhà nước đến đón cho các cháu đi học miễn phí và học những trường đặc biệt. Đây là một sự quan tâm đến an sinh xã hội và đời sống người nói chung và đặc biệt là người phụ nữ nói riêng. Các bạn thân mến, môi trường học tập và tương lai. Môi trường học tập ở trung học và đại học Úc mở cửa rộng cho tất cả nam và nữ, đặc biệt các nữ sinh có quan tâm cao và đạt kết quả tốt vào những trường đại học rất thành công, trong đó có cả phụ nữ là điều rất nhiều các bạn nhé. Ngày nay, nữ giới ở Úc đã có nhiều người đã trở thành những chức vụ rất tốt trong những công ty, hãng xưởng, v.v. Đặc biệt, những bang lớn ở Úc có những thủ hiến là những người nữ, như ở những tiểu bang như New South Wales, Queensland và Bắc Úc. Và ngày nay, tiểu bang Victoria cũng là thủ hiến là những người nữ. Đây là một điều rất tuyệt vời các bạn ạ. Tức là người nữ cũng có khả năng lãnh đạo cả một tiểu bang. Đó là một cái điều rất bình đẳng đối với cuộc sống Úc ngày nay dành cho phụ nữ. Và nhiệm kỳ trước đây, Thủ tướng Úc cũng là một người phụ nữ các bạn nhé. Điều này chứng tỏ rằng nước Úc đã có sự bình đẳng nam nữ. Không thể thế, đây là một xứ nữ hoàng có nhiều thuận lợi cho phái nữ. Đó là một sự tuyệt vời các bạn ạ. Căn cứ cơ bản đời sống của người phụ nữ Úc có nhiều quyền lợi và bình đẳng với nam giới, và một đất nước mà đời sống an ninh xã hội dành cho phái nữ rất tuyệt vời, từ y tế, giáo dục và xã hội, và bảo đảm đời sống người phụ nữ được an toàn và bình đẳng trong công việc cũng như học tập. Đó là một điều hạnh phúc cho những người phụ nữ ở Úc, và được thế giới đánh giá đây là một nước
có đời sống của người phụ nữ cao nhất trên thế giới và xếp hạng thứ 11 trên 117 nước trên thế giới. Đó là một điều tuyệt vời các bạn ạ. À.